Ngày 11 tháng 10, Thượng tá Nguyễn Viết Ánh, trưởng công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 30 kg ma túy từ Quảng Trị vào thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, khoảng 4 giờ 30 ngày 7 tháng 10, tại bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh, công an thành phố Đông Hà phối hợp với công an phường 26 quận Bình Thạnh vây bắt đối tượng Nguyễn Đăng Tuấn, 32 tuổi, trú tại khu phố 4, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị và Chu Đình Bằng, 25 tuổi, trú tại khu phố 2, phường 1, thị xã Quảng Trị. Tang vật thu giữ là 30 kg ma túy tổng hợp loại ketamin. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận đã cùng nhau vận chuyển trái phép số ma túy nói trên. Hiện công an thành phố Đông Hà đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đăng Tuấn, Chu Đình Bằng để tiếp tục điều tra làm rõ.